Hành trình tự hào của chúng ta tại Bình Nguyên Vô Tận đã bước sang năm thứ bảy, nơi có sự háo hức của bạn khi lần đầu tiên nhìn thấy những trang phục với hiệu ứng ấn tượng, có những meta thú vị khi chiến trường được thay đổi, có phút giây vinh quang chiến thắng bên những người đồng đội. Hành trình 7 năm mà chúng ta cùng đi đã tạo nên một huyền thoại của riêng mình mang tên Liên Quân Mobile, là đội ngũ vận hành chúng tôi đặt trải nghiệm chơi của các bạn là mối quan tâm hàng đầu. Là những người đam mê chinh phục đỉnh cao, Liên Quân là một phần gắn bó với cuộc sống của chúng tôi. Và Liên Quân đã được phát triển với tinh thần nhiệt huyết ấy. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để trải nghiệm của mỗi người chơi đều thật trọn vẹn. Không ngừng cố gắng để cải thiện và giới thiệu những tính năng mới. Chúng tôi luôn lắng nghe những góp ý từ người chơi về cân bằng tướng để đánh giá kỹ càng và đưa ra những điều chỉnh xác đáng. Quan trọng hơn hết, thành quả này là của tất cả chúng ta. Vì vậy, xin được giới thiệu Liên Quân Đồng Kiến Tạo Tầm Nhìn 2024. Những kỷ niệm mà chúng ta đã sánh bước và trải qua cùng nhau suốt 7 năm qua là điều vô cùng quý giá. Chúng tôi muốn cùng các bạn tiếp tục bước đi và in dấu những giá trị mới trên hành trình 2024. Chúng ta sẽ không ngừng nỗ lực để Liên Quân Mobile trở thành một giá trị văn hóa và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung những vị tướng mới giúp chúng ta có nhiều lựa chọn hơn và nâng cao tính cạnh tranh. Đội ngũ phát hành sẽ chính thức triển khai chương trình Đồng Kiến Tạo. Bạn sẽ cùng chúng tôi lựa chọn tướng và trang phục nào sẽ xuất hiện tại Bình Nguyên Vô Tận. Rất nhiều sự kiện đặc biệt và nội dung hấp dẫn sẽ ra mắt trong năm 2024. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bộ sưu tập trang phục theo chủ đề mới, một sự bổ sung mới cho bộ sưu tập được yêu thích Thứ Nguyên Vệ Thần, sự trở lại cùng một thành viên mới của nhóm nhạc Way. Đặc biệt, một sự hợp tác vô cùng thú vị sẽ được ra mắt. Cùng chào đón năm 2024 và cùng Liên Quân Đồng Kiến Tạo, hãy đón chờ những điều mới lạ sẽ xuất hiện tại Bình Nguyên Vô Tận.